kim cương vàng bạc rồi là kẹo một tí nha. Các bạn thoải mái sử dụng đi, tiền ga luôn. Mặc pha lan cho các bạn sử dụng nha. Và pha lan mới đây, Missing Mili Bisutta. Đấy, pha lan mà các bạn đang mong đợi. Cùng với pha lan này là pha lan gì? Missing Bunet. Đây chính là các pha lan của bên China nhé. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ sở hữu con. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Flan KM, một tựa game Flan với Zombie 2. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh để có thể theo dõi được những video hay nhất, hấp dẫn nhất tại kênh Flan KM. Đừng quên nhấn chuông để có thể là người đầu tiên sở hữu những video mới nhất được up lên từ kênh Flan KM nhé. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn quay trở lại với clip của mình. Thì hôm nay theo cầu anh em, và hôm nay mình cũng có thời gian để rảnh rỗi làm clip cho anh em xem. Thì video này mình sẽ chia sẻ cho anh em cách có thể sở hữu các pha lan mới trong phiên bản 8.0.1, tức là các pha lan này có ở trong BVZ2 China. Tức là cái phiên bản mod này mình sẽ mod các pha lan của pha lan với Zombie 2 China sẽ sang bên pha lan với Zombie 2 quốc tế. Thì các pha lan này cực kỳ đặc biệt và thú vị cho chúng ta, giúp chúng ta sẽ có những cái cuộc chơi hấp dẫn hơn trong cái game Pha Lan Zombie 2 phiên bản mới nhất 8.0.1. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà có thể sở hữu các pha lan này một cách nhanh nhất và dễ nhất, khi anh em có thể theo dõi kênh của mình và làm theo hướng dẫn để có thể sở hữu được cái pha lan này một cách nhanh chóng. Thì anh em hãy xem kỹ video và làm theo hướng dẫn nha, cố gắng không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào để có thể làm thành công cái mốt phiên bản 8.0.1 này, sở hữu các pha lan mới của bên China. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra và đi hướng dẫn anh em. Đây, anh em hãy kéo xuống phần mô tả video nhé, link để dưới phần mô tả video. Trước tiên anh em sẽ tải cho mình cái ES Explorer về dưới tập tin. Đây, đấy, anh em chỉ việc nhấn vào đường link và tải nó về thôi. Thì những video trước mình đã hướng dẫn cách tải rồi, mình sẽ không hướng dẫn nữa. Bước thứ hai là anh em sẽ tải cho mình cái đây, New Flan Ta China in BVZ2 quốc tế. Tức là các flan này nó có gồm có 7 flan trong phiên bản BVZ2 quốc China, nó sẽ nằm trong BVZ2 quốc tế phiên bản mới nhất 8.0.1. thì nhiều anh em cũng mong muốn được sở hữu những flan này và chơi chúng sẽ thú vị như thế nào, hấp dẫn như thế nào. Thì anh em chỉ việc nhấn vào đường link này nhé, sau đó tải về. Nó có gần 600 MB nha, cũng nặng đấy, để cho anh em lưu vào máy. Rồi, tiếp theo, nếu anh em nào mà chưa tải game, anh em nào tải game rồi thì thôi, còn anh em nào mà chưa tải game thì hãy lên CH Play nhé và gõ BVZ2 chúng sẽ ra. Sau đó nhấn cài đặt và chúng ta sẽ cài đặt về máy. Thì cài đặt game về máy, sau đó chúng ta sẽ vào game và chơi qua. Chúng ta chỉ cần vào game thôi để lấy data game nhé, vào game lấy data game. Thì những video trước mình đã hướng dẫn vào game lấy data game rồi, thì video này mình không hướng dẫn nữa, mình chỉ giới thiệu qua thôi để cho anh em hiểu và biết cách làm. Sau đó nếu mà anh em đã mới đầu anh em mà tải game về mà qua những video trước mình đã hướng dẫn rồi để kiếm mắc pha lan rồi phiên bản 8.0.1 rồi, thì anh em sẽ không cần làm qua bước này. Nếu anh em nào mới làm đấy thì anh em sẽ làm qua bước này nha. Hãy chép bb.đạt mắc pha lan phiên bản mới nhất 8.0.1 để sở hữu tất cả pha lan trong phiên bản đó, thì anh em sẽ làm thành công cái bước có pha lan mới của pha lan China này. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra nhé và chúng ta sẽ vào ES đây, ES để duyệt tập tin. Bước này là bước quan trọng nhất để chúng ta có thể quyết định thành công hay thất bại. Các bạn hãy xem kỹ video để làm theo hướng dẫn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn Internet Storage, chọn mục download. Đây chính là cái tập tin mà chúng ta vừa tải xong về đây. Đây chính là cái tập tin mà chúng ta có thể sở hữu được cái pha lan mới của pha lan China trong pha lan BVZ2 quốc tế nhé. Chúng ta sẽ chọn cái tập tin này, sau đó chúng ta chọn dấu ba chấm và chọn giải nén. Các bạn sẽ chọn giải nén nha. Ok. Đấy, các bạn sẽ chờ cho nó giải nén. Nó chỉ mất khoảng tầm 1 phút thôi, nó cũng giải nén rất nhanh.
Các bạn lưu ý bộ nhớ máy của các bạn phải cao, dung lượng phải cao để có thể lưu cái tập tin này, vì nó khoảng 600 MB đấy, cộng với Flan với Zombie 2 nữa, 600 MB nữa bằng 1GB 2. Khi các bạn cài đặt và ấy thì nó cũng lên vài ghi đấy. Đấy, các bạn phải nhớ vậy để các bạn có thể thành công nhé. Rồi, sau đó chúng ta đã giải nén xong thì cái tệp tin của chúng ta đây, nó gồm 4 tệp và chúng ta sẽ chọn cái tệp này trước nha, File Main. Các bạn hãy nhấn giữ, sau đó dọn dấu ba chấm. Hoặc là chúng ta sẽ nhấn bên này cũng được. Đây, có chữ chép đây, góc trái màn hình. Tiếp tục, các bạn sẽ chọn lên mũi tên. Mũi tên đây, Internet Storage. Sau đó chọn mục Android. Đây, tiếp tục OBB. Rồi, com.ea game BBZ2 RAW. Thì các bạn khi vào game, các bạn chơi một vài ván, nó sẽ có chữ com.ea game BBZ2 RAW. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào. Tiếp tục dán. Rất đơn giản thôi, áp dụng cho tất cả. Thì các bạn mới lần đầu thì sẽ không áp dụng. Khi các bạn đã có hack rồi, mốt rồi thì sẽ có áp dụng cho tất cả nhá. Tích vào, sau đó ghi đề. Đấy, chúng ta đã chép tập tin đầu tiên, file main, và đã chuẩn bị thành công. Thì các bạn hãy chờ trong một vài giây, thì cái này nó cũng nhanh thôi. Tập tin đầu tiên chúng ta đã chép thành công. Bây giờ các bạn sẽ vào cái đây, đấy, mũi tên chỉ lên này. Tiếp tục Internet Storage, chọn mục Download, và chúng ta tiếp tục nhấn vào đây. Đấy, cái tập tin vừa giải nén. Sau đó các bạn chọn hai cái tập tin này nhá, product.rton và store.front.rton. Bỏ qua mục này. Nếu các bạn chọn ba mục này thì các bạn chỉ sở hữu 5 flan. Còn các bạn chọn hai mục này sẽ sở hữu 7 flan. Rồi chúng ta sẽ chọn nhá, hai mục. Tiếp tục nhấn chép. Sau đó các bạn chọn mũi tên Internet Storage Android Data com.ea game BBZ2 RAW file no backup, và cuối cùng là CDN.8.0. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn dán, áp dụng cho tất cả, ghi đè. Rồi, chỉ vài giây đã chép thành công. Bây giờ các bạn hãy thoát ra nha. Các bạn hãy thoát ra, tắt hết mạng đi. Chúng ta tắt hết mạng đi để vào cho nó an toàn. Khi chúng ta vào game xong, chúng ta có thể bật mạng lên thoải mái. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào game thôi, còn chần chờ gì nữa. Đây, chúng ta sẽ vào game. Và các bạn hãy chờ đợi xem sẽ có sự thú vị, hấp dẫn cho các bạn khi các bạn đã làm thành công. Đoạn này mình sẽ tua nhé. Rồi, bây giờ nếu các bạn đã thành công rồi thì hãy ủng hộ mình bằng cách like, share cho video cho tất cả mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hay nhất, hấp dẫn nhất tại kênh FlyCam nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cái cài đặt này và chúng ta xem. Đấy, đây chính là phiên bản mới nhất nha, version 8.0.1 mà các bạn đang mong đợi. Rồi, ở đây nó cùng với cái các flan mới thì các bạn có kim cương, vàng bạc, rồi là kẹo 1 tỷ nha. Các bạn thoải mái sử dụng đi, tiền ga luôn. Và chúng ta sẽ mở cái đây và kéo đi, các bạn kéo đi, mặc flan cho các bạn sử dụng nha. Và flan mới đây, Missing Mili Bisutter. Đấy, flan mà các bạn đang mong đợi. Cùng với flan này là flan gì? Missing Bullet. Và chính con này chính là con đây chính là các flan của bên China nhé. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ sở hữu con rồng sét Missing Sunboot. Con nữa là con gì đây? Missing Sungun. Đấy, tiếp tục Missing Vanina và Missing Grisroom. Đây, còn con này đây, Missing Flantai. Đấy, các bạn sẽ sở hữu 7 con nhá. Khi làm theo hướng dẫn và các bạn không bỏ qua một bước nào thì các bạn sẽ thành công và đạt được, sở hữu được 7 con Flan của China trong Flan với Zombie 2 quốc tế.
mà các bạn đang mong đợi chờ đón. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào game để test thử cho các bạn xem cái plan này nhé. Rồi, ngày 1 thôi. Mình chỉ vào ngày 1 để mở các plan này cho các bạn xem nhé. Đây, chúng ta sẽ chọn là Sunflower là một này. Và đây chính là đấy, Missing Moon Net, Missing Bisuter, Missing Sungun. Rồi, đây, Missing Sunpot. Tiếp tục những plan này chúng ta nó free mà, các bạn sẽ chỉ việc nhấn vào mua nó thôi. Đấy, free mà, chúng ta sẽ mua hết nha. Rồi, chúng ta sẽ vào trận thôi. Đấy, các bạn nhìn xem toàn Sunflower luôn. Đấy, toàn Sunflower. Và chúng ta sẽ chờ trồng cây. Rồi, tăng tốc trận đấu cho nhanh. Sun Gun xem thế nào. Đấy, các bạn nhìn xem. Đấy, đấy, plan do quốc tế đấy, à China đấy. Rồi, đấy, toàn plan zombie 2 China nhé các bạn nhé. Đấy, in trong plan với zombie 2 quốc tế mà các bạn đang mong đợi chờ đón. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể trải nghiệm những gì thú vị nhất trong plan zombie 2. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết. Đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hay nhất tại kênh Plan KM nhé. Rồi, bây giờ một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc bạn thành công!